Nhân anh cha và con và thánh thần. Amen. Lạy cha chúng con nơi trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria đầy ơn phúc, bên Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn thời quan phong Sio Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ở bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngày thứ bảy, hôm nay con hãy đem đến cho cha những linh hồn đặc biệt sùng kính và tôn vinh lòng thương xót cha. Rồi diệt hóa vào lòng thương xót của cha. Những linh hồn này đã cảm thông cuộc thương khổ và đi sâu vào tâm trí của cha. Họ là những bản sao sống trong trái tim vô cùng từ ái của cha. Những linh hồn này sẽ sáng cho đặc biệt ở đời sau. Không ai trong số họ sẽ phải xa quá ngục. Cha sẽ bảo vệ từng người cách riêng trong giờ lâm tử. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, trái tim Chúa là toàn yêu. Xin hãy đón nhận vào nơi nương náu trong trái tim vô cùng từ ai Chúa. Những người đặc biệt đang dương và sùng kính lòng thương xót cao cả của Chúa. Những linh hồn này được mạnh sức nhờ chính sức mạnh của Chúa. Giữa mọi đau khổ và chống đối, họ vẫn vững tin nhờ tin cậy vào lòng thương xót Chúa. Những linh hồn này kết hợp với Chúa và gánh vác toàn thể nhân loại trên vai. Họ không bị phán xét nghiêm thắng, nhưng được lòng thương xót Chúa bao bọc khi từ giã khỏi đời. Linh hồn nào ca ngợi lòng nhân lành Chúa sẽ được người đặc biệt yêu thương. Linh hồn đó lúc nào cũng ở bên nguồn sông và tin mốc những hồng ân từ lòng thương xót Chúa. Lạy Cha hằng hữu, xin đôi thương nhìn đến những linh hồn tôn vinh và sùng kính lưu quán cao cả nhất là Cha là lòng thương xót vô bờ. Những linh đang được pháp phụ trong trái tim vô cùng lớn tuyết của Giêsu, họ là phúc ân sống đông, nơi đầy áp những việc nhân ai và lòng tràn ngập hân hoan. Hát lên cục ca vang thương lòng thương xót Chúa cha. Lạy đấng tôi cao, con này cha hãy
hay có lòng thương xót với họ theo như niềm hy vọng và tình thương họ đất nơi cha. Xin cha hãy thực hiện lời Chúa Giêsu đã hứa. Xin cha sẽ bảo vệ những tâm hồn thùng kính lòng thương xót vô bờ của ta. Như vinh quang riêng của ta suốt đời họ. Lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mẫu châu báu cực thánh của con cha là Chúa Giêsu Kitô. Để với các thánh lễ dâng trên toàn thế giới hôm nay để cầu cho tất cả những linh hồn trong luyện ngục, cầu cho những người tội lỗi ở khắp mọi nơi, cho những người trong giáo hội toàn cầu, trong nhà và trong gia đình của con. Amen. Giêsu Maria, Giuse, con mến yêu, xin thương xót các linh hồn nơi luyện ngục. Lạy Mẹ thương xót, xin cứu giúp con trong cuộc sống. Con xin Mẹ đẩy lùi những quân thù tấn công con. Và trong giờ chết, xin Mẹ giữ gìn linh hồn con. Và đẩy lùi những mưu trước tối tăm của thần dữ. Amen.